Hello anh em, mod game có rất nhiều video cốt truyện phân tích nhưng chia thành nhiều phần nên không ít bạn đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Chính vì vậy, mod đã tổng hợp lại các phần đó thành video hoàn chỉnh để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Và giờ thì bắt đầu thôi nào. Cốt truyện Days Gone bắt đầu 2 năm sau thời điểm một trận đại dịch lớn bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, khi một loại virus kỳ lạ đã biến hàng tỷ người trên thế giới trở thành những con quái vật gọi là Freakers. Những người bị nhiễm bệnh trở nên hung hăng và sẽ lao vào cắn xé tất cả những sinh vật sống. Các chính phủ lớn đồng loạt không thể kiểm soát được tình hình và phải đành chấp nhận bỏ mặc người dân của mình. Theo như thống kê, đã có tới hơn 80% dân số thế giới bị biến đổi, bị chết hoặc bị mất tích khi dịch bệnh này bắt đầu càn quét khắp nơi. Đám Freakers tụ tập thành những đàn lớn lên tới hàng triệu con. Chúng di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác và tấn công vào những khu vực cứu hộ được lập ra tạm thời. Với số lượng đông đảo đột biến, gần như không có lực lượng quân đội nào có thể cản được những đàn Freakers này, khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Nhân vật chính trong cốt truyện Days Gone là Deacon, cũng như hàng triệu người Mỹ khác bị vướng vào khi dịch bệnh diễn ra. Thành phố nơi anh ta ở hoàn toàn bị hủy diệt, khiến cho Deacon phải dẫn vợ mình là Sarah tìm cách trốn đi. Đi cùng hai vợ chồng là Boozer, tên thật là William Gray, bạn thân nhất của Deacon. Ba người len lỏi qua những ngõ hẻm vắng người nhằm tránh đàn Freaker đang chạy điên cuồng trên phố. Thành phố lúc đó đã hoàn toàn hỗn loạn, với việc những người bị nhiễm virus trở thành Freakers đang săn lùng những ai còn sống. Khi đi ngang qua một con hẻm tối, Sarah vô tình bắt gặp một bé gái đang sợ hãi, ngồi co ro lại một góc. Khi cô thử bước tới để bắt chuyện, thì bất ngờ bị nó vô tình đâm một nhát dao vào bụng, có thể do quá hoảng loạn. Sarah bị thương và mất máu nhiều đến mức có thể nguy hiểm tới tính mạng. Do đó, Deacon đành phải bỏ kế hoạch chạy trốn ra khỏi thành phố của mình. Anh ta may mắn tìm được một chiếc trực thăng cứu hộ đang chuẩn bị cất cánh. Deacon dùng súng uy hiếp nhân viên chịu trách nhiệm là James O'Brien để đưa Sarah đi trước. Bản thân Deacon chấp nhận ở lại vì thứ nhất, trực thăng đã hết chỗ. Thứ hai là Boozer cũng đang bị thương ở chân và không thể chạy nhanh được. Deacon từ biệt Sarah rồi đưa lại cho cô chiếc nhẫn với ký hiệu riêng của mình, hứa với vợ là bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Deacon về sau may mắn cùng với Boozer thoát được khỏi thành phố an toàn. Nhưng Sarah thì không may mắn như vậy. Khi chiếc máy bay chở cô tới một cơ sở cứu hộ tạm thời, nơi này rất nhanh bị đám Freakers tràn qua, khiến không còn ai sống sót. Từ thời điểm đó, Deacon coi như vợ mình đã chết. Điều này đã làm anh ta suy sụp rất nhiều. 2 năm sau đại dịch lớn, lúc này thế giới đã thành một nơi hoang tàn khi chính phủ và các thành phố lớn đều sụp đổ. Những người còn may mắn sống sót cố gắng tập hợp nhau lại thành những cộng đồng cư dân nhỏ để tìm cách tồn tại. Bọn họ phải đối phó với không những là hàng đàn Freakers mà còn từ những đám cướp đường, vốn là bọn tội phạm bị sổng ra ngoài. Deacon và Boozer vẫn sống sót, do những chấn thương cũng như hiểm khích từ trước với những cộng đồng dân cư, nên bọn họ chọn cách sống như những kẻ lang thang, còn gọi là Drifter, tự do làm những gì mình muốn mà không phải lệ thuộc vào ai. Trước khi thảm họa diễn ra, Deacon là một người lính phục vụ trong quân đội. Sau khi giải ngũ, anh ta bị mất phương hướng trong thời gian ngắn và quyết định mua một chiếc xe mô tô để bắt đầu cuộc sống mới. Chính cuộc sống Drifter đã giúp cho Deacon gặp được Sarah cũng như quen Boozer. Mọi thứ đáng lý đều tốt đẹp cho tới khi đại dịch Freakers xảy ra, tàn phá tất cả mọi thứ. Trong một lần đi làm nhiệm vụ săn tiền thưởng như thường lệ, Deacon và Boozer thực hiện một phi vụ làm ăn là lấy lại vài món hàng từ tay một người có tên là Leon. Cả hai theo dấu được Leon và bắt gặp hắn đang bỏ chạy trên xe mô tô của mình. Sau một cuộc truy đuổi gắt gao, cuối cùng Leon cũng phải bỏ xe chạy bộ khi bị Boozer bắn trúng chân. Bọn họ đuổi theo Leon tới một nghĩa địa bỏ hoang. Sau một hồi tra hỏi nặng tay, khi dọa ném tên này xuống đám Freakers bên dưới, thì Leon cũng chịu đưa ra một tấm bản đồ chỗ giấu hàng của mình ở nhà mộ. Cuối cùng Deacon cũng lấy súng ra, giải thoát cho Leon. Khi quay trở ra, thì Deacon nhận ra chiếc xe của mình đã bị hỏng mất phần ống dẫn xăng. Có lẽ là do lúc đuổi bắt với Leon khi nãy, giờ thì nó đúng nghĩa là một đống sắt vụn vô dụng. Cực chẳng đã, Deacon đành phải đi nhờ xe của Boozer. Khi đi qua một thị trấn nhỏ với gara xe bỏ hoang, Deacon bỗng nảy ra ý định sẽ đi vào đó để kiếm đồ thay thế. Nhưng ngập một nỗi là chỗ này đang là một cái ổ của lũ Freakers. Trong Days Gone thì Freakers vẫn giữ được một số đặc tính như con người. Chúng ngủ ngày và thức đêm, biết làm tổ từ những mẫu cây vụn hay trú trong hang theo bầy. Boozer ban đầu không đồng ý vì thấy nó quá nguy hiểm. Nhưng Deacon đã có kế hoạch là đầu tiên, Boozer sẽ cố ý rồ ga, gây tiếng động lớn để dụ hết mấy con Freaker lang thang ngoài đường đuổi theo, rồi dẫn chúng đi bằng chiếc xe của mình. Trong thời gian này, Deacon sẽ lẻn vào trong kiếm đồ. Khi Deacon gần tìm xong những thứ mình cần, thì bất chợt nghe thấy tiếng hét của Boozer.
Có vẻ như anh ta đã bị tập kích trên đường. Khi Deacon chạy tới, thì bắt gặp Boozer đang bị một đám Reapers tóm được và dùng đèn hàng đốt cháy cơ thể. Deacon ngay lập tức giết chết hết những tên này và giải cứu cho bạn mình. Nhưng Boozer cũng bị thương rất nặng khi nguyên một phần tay phải cháy khét lẹt. Ở đây, chúng ta nói một chút về Reapers. Chúng cũng là một đám cướp đường xuất hiện sau thảm họa virus, nhưng là thuộc dạng hung tàn và điên cuồng nhất. Reapers tự xưng là một giáo phái có tên là Rest in Peace, đi theo chủ nghĩa duy tâm nhất thể. Chúng cho rằng đại dịch Freakers là một thứ mà đấng tối cao đưa xuống cho con người, cũng như coi những con quái Freakers là trung tâm của tín ngưỡng để thờ phụng. Tất cả thành viên Reapers đều khắc ba ký tự RIP lên trán để thể hiện lòng thành của mình. Cả nam lẫn nữ thường xuyên cởi trần, cạo trọc đầu và dùng những vật sắc nhọn rạch chằng chịt lên cơ thể, hay dùng đèn khò đốt cháy da, khiến cho toàn thân đầy những vết sẹo ngang dọc. Khi một kẻ nào đó đã gia nhập Reapers, thì tên của hắn coi như cũng mất đi. Vì thuyết giáo của đám điên này chú trọng vào việc đồng nhất thế giới, tất cả mọi thứ đều sẽ là một, chứ không cần tên riêng. Để có thể chịu đựng được những đau đớn khủng khiếp từ việc tự hành hạ, các thành viên Reapers có sử dụng một loại thuốc gì đó để ức chế thần kinh. Điều này khiến cho chúng luôn trong trạng thái điên điên khùng khùng, có xu hướng bạo lực cao và sẵn sàng giết hay tra tấn bất kỳ ai gặp phải. Reapers thậm chí còn tôn sùng Freakers vì bản chất của đám quái vật này là luôn đi thành đàn, sức sống mãnh liệt sau khi tồn tại qua đại dịch. Đối với Reapers thì chỉ có hai con đường là đi theo chúng hoặc chết. Nếu một kẻ xấu số nào bị Reapers bắt gặp thì khả năng 100% là bị tra tấn tới chết. Do đó, đám điên này là kẻ thù số 1 của hầu hết cộng đồng dân cư. Deacon nhanh chóng đưa Boozer trở về chỗ ẩn náu của mình. Sau một hồi sơ cứu thì vết thương của Boozer vẫn không thể khỏi triệt để. Vì vậy mà Deacon quyết định mình phải đi kiếm thứ gì đó tốt hơn cho bạn mình. Một điều nữa là chiếc xe của Deacon cũng bị kẻ nào đó tiện tay dắt hộ luôn. Thành ra giờ đây, anh ta chẳng còn phương tiện di chuyển nữa. Do đó, Deacon quyết định sẽ phải đi hỏi thăm xem có ai biết manh mối gì không. Chỗ ẩn náu của Deacon và Boozer nằm gần khu trại của Mark Copeland, một người từng làm ăn rất nhiều với bọn họ. Do đó, anh ta quyết định sẽ tới đó trước. Trên đường đi, Deacon bắt gặp một đám cướp đường. Chúng nói với nhau về việc sẽ tấn công vào nơi ở của hai người một cách bất ngờ. Rất may là Deacon biết trước và cho bọn này lên đường hết. Khi tới được khu trại của Mark Copeland, Deacon nhận ra rằng chính tay thợ máy của trại là Manny, là người đã vô tình lấy chiếc xe của mình. Giờ thì nó đã bị rã ra thành từng mảnh. Do chuyện này chỉ là hiểu lầm, do Manny không biết đó là xe của Deacon, nên Mark Copeland đã đề nghị là Deacon sẽ tìm món hàng của Leon đem về cho mình. Sau đó, ông ta sẽ sửa lại chiếc xe cho anh. Tất nhiên là vào lúc đó, Deacon không có sự lựa chọn nào khác. Deacon được cấp đưa lại cho một chiếc xe khác, nhưng gà tàn hơn rất nhiều để làm việc. Đầu tiên, Deacon đi tới một điểm Nero Checkpoint, những chỗ nghiên cứu hay cứu hộ được lập ra tạm thời khi đại dịch xảy ra, nhưng chúng rất nhanh bị tiêu diệt. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều tài nguyên còn sót lại. Deacon tìm được một cuộn băng tiệt trùng và lái xe về nhà. Có điều là vết thương của Boozer đã bắt đầu sưng tấy lên và nghiêm trọng hơn. Nhưng lúc này thì chỉ có thể làm được vậy mà thôi. Mục tiêu ban đầu của hai người, Deacon và Boozer, là tích trữ đồ đạc, chuẩn bị xe cộ để rời khỏi vùng đất này để lên phía Bắc, nơi mà họ tin rằng sẽ là chỗ để làm lại từ đầu. Bản thân Deacon không thích gia nhập những cộng đồng nhỏ vì anh ta nghĩ rằng lối sống đó không phù hợp với mình, trong khi Boozer muốn dẫn bạn mình rời khỏi chỗ cũ để quên đi cái chết của Sarah. Deacon theo manh mối mà Leon để lại và tìm thấy món hàng mà mình cần. Anh ta đem nó trở về cho Cup. Trong thời gian này, do cần phải bổ sung đạn dược, nên Deacon đã chấp nhận làm các nhiệm vụ săn tiền thưởng cho Ada Tucker, người đứng đầu một cộng đồng phía Tây với tính tình cực kỳ độc tài. Điều nguy hiểm hơn là miếng băng tiệt trùng mà Deacon mang về không có tác dụng. Boozer bắt đầu có những biểu hiện nguy hiểm hơn như sốt cao, mê sản và ảo giác triền miên. Trong lúc đi làm nhiệm vụ, Deacon đã tình cờ chứng kiến một điều không thể tin nổi. Đó là một chiếc máy bay trực thăng Nero vẫn còn hoạt động. Khi lần theo dấu bọn họ, thì Deacon nhìn thấy các nhân viên Nero đang cố lấy mẫu những con Freaker để làm gì đó. Một điều quan trọng hơn nữa là Deacon nhận ra người đã đưa Sarah lên trực thăng vào cái đêm xảy ra thảm họa. James O'Brien vẫn còn sống và đang là một nghiên cứu viên của Nero. Chính điều này đã khiến cho Deacon nghĩ rằng có một hy vọng mỏng manh nào đó, rằng có thể Sarah vẫn còn sống, hoặc cô ta đã được chuyển tiếp đến một nơi nào đó an toàn giống như O'Brien. Mặc dù Boozer đã cảnh báo điều này rất khó xảy ra, nhưng Deacon vẫn cố chấp muốn tự mình xác thực lại và bắt đầu tìm kiếm tung tích của O'Brien. Cũng trong thời gian này, Deacon nhận ra anh ta và Boozer đang bị treo thưởng bởi đám Reapers, nhưng không rõ lý do tại sao.
Khi đi ngang qua thị trấn bỏ hoang, Marianne Fox, Deacon đã bắt gặp và giải cứu cho một cô bé có tên là Lisa Jackson, một trong những người may mắn sống sót sau thảm họa virus. Lisa chỉ là một học sinh cấp 3, nhưng bằng một cách nào đó lại có thể tự bảo vệ bản thân suốt 2 năm trời trong chính ngôi nhà của mình, với hy vọng một ngày nào đó, cha và mẹ mình sẽ quay trở về. Khi Deacon gặp Lisa, thì tâm lý của cô bé có vẻ không được ổn định cho lắm và rất sợ người lạ. Tuy Deacon là một kẻ khá là vô tâm, nhưng anh ta lại muốn bảo vệ cho Lisa, một phần vì nhìn cô bé này gợi lại cho Deacon về Sarah. Sau khi thuyết phục được Lisa đi cùng với mình, Deacon đã đưa cô tới trại của Tucker để nhờ bà ta chăm sóc giùm. Deacon cũng không quên theo dấu trực thăng của Nero. Trong một lần như vậy, cuối cùng, anh ta đã gặp O'Brien đang đi thực địa để lấy mẫu virus. Deacon kéo O'Brien ra một góc riêng và bắt đầu tra hỏi về đêm mà Sarah được đưa đi. Tuy vậy, bản thân O'Brien cũng không biết số phận của Sarah ra sao, vì sau khi sơ cứu xong thì hai người đã bị tách ra. Về sau, O'Brien được chuyển sang bộ phận nghiên cứu nên mất liên lạc luôn. Mặc dù vậy, Deacon vẫn hy vọng là có thể vợ mình vẫn còn sống. Vì vậy, anh ta đã nhờ O'Brien kiểm tra lại thông tin từ trụ sở của Nero xem sau khi được sơ cứu thì Sarah đã được chuyển tới đâu. O'Brien đồng ý giúp đỡ, nhưng bù lại, Deacon cũng phải giúp anh ta một vài chuyện. Do tính bí mật của việc này nên hai người chỉ có thể liên lạc qua radio chứ tránh không gặp mặt trực tiếp. Ngay khi vừa trở về thì Deacon nhận được điện đàm của Tucker báo tin chẳng lành. Đó là Lisa trong một lần ra ngoài kiếm đồ tiếp tế đã bị một đám Reapers tấn công và bị bắt đi. Deacon rất tức giận về điều này khi mà Tucker đã để cho một người như Lisa đi ra ngoài. Nhưng bà ta lại nói rằng đó là luật lệ của trại, ai cũng phải lao động mới có ăn được. Deacon lần theo dấu vết của Lisa và giải cứu cô bé khỏi đám Reapers. Có điều, anh cũng không thể đưa Lisa trở ngược lại cho Tucker được nữa. Bản thân Deacon lúc này, cơ bản cũng khá là vô trách nhiệm. Anh ta không muốn sống như một người bình thường trong những khu dân cư vì ghét bị bó buộc theo luật, nhưng lại không đủ sức để lo cho Lisa, nên thành ra nó cứ dở ương ương, không đi tới đâu. Cuối cùng thì Deacon cũng phải nhờ tới các mối quan hệ cũ. Anh ta lái xe xuống phía nam gần một khu dân cư khác có tên là Lost Lake. Sau đó gọi điện cho một người bạn cũ từng trong băng của mình là Ricky để nhờ cô ta trông nom giùm Lisa. Ban đầu thì Ricky không đồng ý vì cho rằng đây là trách nhiệm của Deacon. Nhưng khi thấy Lisa bị thương đầy mình như vậy thì cô ta cũng đành phải chấp nhận. Nhưng mà rồi Lisa cũng không thể ở lại Lost Lake lâu dài, khi chỉ vài ngày sau đó, Ricky đã gọi điện báo lại với Deacon rằng cô bé đã tự ý bỏ trốn mất. Khi quay trở về chỗ trú ẩn để theo dõi tình hình Boozer, thì Deacon nhận ra nó đã xấu tới mức không thể kiểm soát được. Phần vết thương trên tay Boozer từ đầu đã mưng mủ và có dấu hiệu bị nhiễm trùng, nhưng do không được chữa trị đúng cách nên giờ đây nó đã chuyển thành hoại tử và nhiễm độc máu. Boozer bị sốt rất cao, mê sản cũng như có dấu hiệu hôn mê thường trực. Lựa chọn duy nhất của Deacon là phải kiếm được thuốc đặc trị, và chỉ có một nơi duy nhất sở hữu thứ đó là ở khu dân cư Lost Lake. Nếu như là một trại bình thường thì Deacon có thể tới đó và làm những nhiệm vụ để đổi đồ. Nhưng Lost Lake thì khác, vì nó đã cấm cửa anh ta vĩnh viễn. Lý do là lúc trước, Deacon đã có những xích mích gần như không thể hòa giải nổi với người đứng đầu tại đây là Iron Mike. Ông ta thậm chí đã dọa sẽ bắn vỡ sọ Deacon nếu còn thấy anh ta dám bén mảng tới Lost Lake. Nhưng vì tính mạng Boozer thì anh cũng không còn cách nào khác. Sau đó, Deacon đã tống Boozer lên xe, rồi lái tới một địa điểm kín đáo gần Lost Lake. Từ đây, anh ta đã lẻn đi bộ vào khu trạm xá bên trong để tìm cách lấy thuốc chữa nhiễm trùng máu. Nhưng trên đường trở ra thì bị Ricky và bác sĩ Addison Walker bắt gặp. Sau khi biết lý do Deacon tới để tìm thuốc chữa cho bạn mình, bác sĩ Addison đã đồng ý để anh đưa Boozer vào trong trại. Còn vấn đề xích mích giữa Deacon và Iron Mike thì để sau giải quyết. Mặc dù Boozer đã được đưa vào trạm xá của Lost Lake, nhưng tình hình của anh ta vẫn rất xấu. Trong khi đó thì Deacon phải lên cầu xin sự chấp nhận của Iron Mike để mình có thể được ở lại. Lúc này, khu dân cư Lost Lake đang có một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với lũ Reapers. Cái này do chính Iron Mike đề ra với thủ lĩnh của Reapers là Carlos, với mục đích giữ cho trại của mình an toàn. Tuy vậy, người phụ trách bảo an của Lost Lake là Schizo lại không đồng ý với việc này. Anh ta cho rằng Reapers là một lũ không thể tin tưởng được, và sớm muộn gì, chúng cũng sẽ phản bội Lost Lake mà thôi. Schizo cũng không thích thú lắm khi Deacon được ở lại, nhưng Iron Mike đã nói rằng ai cũng có sai lầm trong quá khứ, và Lost Lake thì luôn luôn cần người, với điều kiện Deacon sẽ phải làm việc để giúp bọn họ. Lúc này, bác sĩ Addison thông báo rằng mặc dù thuốc chống nhiễm trùng có thể tạm thời giúp cho Boozer ổn định, nhưng do cánh tay của anh ta đã bị hoại tử quá nặng, nên cách duy nhất để cứu mạng anh ta là phải cắt phăng nó đi. Vấn đề là trong trạm xá Lost Lake không có đủ vật dụng chuyên môn cũng như thiếu cả dao mổ.
Vì lý do này mà Deacon phải đi kiếm một chiếc dao mổ thủ công còn sót lại ở khu di tích lịch sử gần đó, đem về cho Addison. Anh ta cũng nhận được điện đàm của O'Brien về tọa độ mới. Nhiệm vụ của Deacon là thu thập các thông tin từ những đội Nero đi ra ngoài thực địa, vì các thông tin này được giấu quá kín khiến không ai có thể tiếp cận được. Đổi lại, O'Brien sẽ giúp tìm tung tích của Sarah. Mặc dù đã có được dao mổ, nhưng số lượng thuốc chống nhiễm trùng trong trạm xá quá ít để có thể tiến hành phẫu thuật. Đang lúc không biết phải làm sao, thì Schizo tìm tới Deacon, cho biết rằng có một xác máy bay mới tìm được, thấy chứa đầy dụng cụ y tế nằm cách trại Lost Lake không xa. Vấn đề duy nhất là nơi này đã ở trong địa phận của lũ Rippers, nên không ai có thể tới đó mà lấy đồ được. Do Lost Lake và Rippers đang có hiệp định hòa bình, nên ở mỗi đầu sẽ có một chạm gác nhằm ngăn không cho bất kỳ ai tiến vào lãnh địa của đối phương. Kế hoạch của Schizo là sẽ rút người của mình đi trong buổi tối và mở đường cho Deacon vào lấy đồ. Thực ra Schizo cũng chỉ là muốn mượn dao giết người mà thôi, vì nếu Deacon có bị Rippers bắt gặp rồi sát hại cũng không có liên quan tới mình. Tuy kế hoạch này có đầy nguy hiểm, nhưng vì tính mạng của Boozer mà Deacon vẫn chấp nhận thực hiện. Anh ta thuận lợi đi qua chốt gác đúng như lời Schizo nói và tiếp cận chỗ xác máy bay. Ngay khi vừa tìm ra chỗ thuốc mà mình cần, thì Deacon nhận ra điều cực kỳ kinh dị. Đó là nguyên một con Freakers khổng lồ, còn được gọi là Breaker, không biết từ đâu lao ra tấn công anh ta. Nó có kích thước to gấp đôi thông thường, đi cùng sức mạnh và độ bền đáng nể. Deacon bị đánh cho lên bờ xuống ruộng và phải dùng sạch cả đạn mới có thể giết được con quái vật này. Trở về trại với số thuốc vừa lấy được, bác sĩ Addison ngay lập tức tiến hành cắt phần hoại tử trên tay phải của Boozer. Iron Mike cũng được báo về chuyện này và vô cùng tức giận khi biết Deacon đã tự ý chạy sang lãnh địa Rippers. Ông ta cho rằng nếu Carlos biết được thì trại Lost Lake sẽ gặp nguy hiểm lớn vì tự ý phá vỡ hiệp ước. Tuy vậy, Deacon không quan tâm và tỏ ra hoàn toàn bất cần. Lúc này, anh ta chỉ quan tâm tới tính mạng của Boozer mà thôi. Khi báo lại những gì thu thập được từ các nghiên cứu thực địa của Nero, O'Brien đã cảnh báo những con Freakers đang tiến hóa liên tục với một tốc độ ngày càng lớn theo thời gian. Những con Freakers đột biến như Breaker sẽ xuất hiện nhiều hơn đến một lúc nào đó không thể kiểm soát được. Đáng tiếc là Deacon không quan tâm tới lời nói của O'Brien. Cơ bản là do anh ta sống cùng Freakers quá lâu tới mức chủ quan. Để có thể giúp trại Lost Lake cũng như cải thiện mối quan hệ với Iron Mike, Deacon đã đề ra một kế hoạch vô cùng tham vọng. Những con Freakers luôn đi thành những bầy lớn vào ban đêm, nhưng ban ngày thì chúng rút vào các hang núi xung quanh để ngủ. Do vùng đất này lúc trước từng là một nơi khai thác quặng, nên có rất nhiều thuốc nổ còn sót lại ở những khu mỏ bỏ hoang. Deacon muốn Iron Mike giúp mình lấy lại và dùng chúng để chôn sống lũ Freakers vào ban ngày. Như vậy thì số lượng các đàn lớn sẽ giảm đi đáng kể, rất có lợi cho trại Lost Lake. Ban đầu, Iron Mike có ý tưởng này của Deacon chẳng khác gì một kế hoạch mất trí. Nhưng dần dần, ông ta cũng bị thuyết phục và quyết định sẽ nghe theo anh ta. Nhưng việc kiếm thuốc nổ không phải là dễ, vì để có quyền sử dụng chúng thì người chủ phải đăng ký với chính quyền bang. Khi đại dịch nổ ra thì bản danh sách này đã bị thất lạc và không ai quan tâm đến hết. Rất may là Iron Mike còn nhớ một chỗ có thể chứa thông tin mà họ cần. Do đó, ông ta cùng với Deacon lập tức lên đường ngay. Iron Mike đưa Deacon tới khu trại Sherman, nằm sát gần Lost Lake. Đây từng là một cộng đồng dân cư lớn lúc trước, nhưng vì một lý do nào đó mà nó đã bị hủy diệt. Deacon thấy hơi lạ khi tại sao Iron Mike lại dẫn mình tới đây, vì bình thường ông ta rất tránh né đề tài này. Khi cả hai tới chỗ lấy danh sách vị trí thuốc nổ, thì đã gặp một cảnh tượng kinh hoàng, với một sảnh lớn la liệt xác chết khô với dấu vết giao tranh bằng súng rất rõ rệt. Lúc này, Iron Mike mới kể cho Deacon về sự diệt vong của trại Sherman. Vốn nó được hình thành nên từ hai nhóm cư dân khác nhau, nhưng trong quá trình hoạt động đã xảy ra những bất đồng to lớn, dần dần lớn tới mức không thể hòa giải nổi. Cuối cùng, cả hai bên đã hẹn nhau ra để bàn bạc, với điều kiện là không ai được mang vũ khí. Nhưng vào giờ chót thì lại có kẻ trái lời, cố tình giấu súng theo người. Buổi họp đó nhanh chóng biến thành một trận đồ sát diện rộng, khi hai phe lao vào giết nhau tới mức không còn ai sống hết. Iron Mike là người biết được chuyện này. Do đó, khi lập ra Lost Lake, ông ta luôn muốn tránh phải dùng bạo lực nhiều nhất có thể. Deacon sau đó tìm được bản đồ địa điểm các khu mỏ vẫn còn trữ thuốc nổ. Việc còn lại chỉ là tìm ra chúng mà thôi. Trong thời gian này, Boozer cũng đã tỉnh lại với cánh tay phải đã bị cắt cụt. Mặc dù không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng tinh thần anh ta rất kém vì từ nay không thể nào lái xe được nữa. Bản thân Deacon cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ bạn mình. Cũng trong lúc giúp đỡ tìm cách khởi động lại nhà máy thủy điện nhằm cung cấp năng lượng cho Lost Lake, Deacon đã được Ricky bày tỏ tình cảm. Hai người từng đi chung một băng trong thời gian ngắn, nhưng do Deacon vẫn không thể quên được Sarah nên đã chủ động từ chối. Với việc phải ở lại giúp đỡ cho trại Lost Lake nhằm trả ơn khi họ đã cứu mạng Boozer, lần đầu tiên sau nhiều năm,
Deacon bắt đầu có một chút trách nhiệm với nơi mình ở và chịu làm những thứ giúp ích cho cộng đồng. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng tốt đẹp như vậy. Những việc mà Deacon làm trong trại Lost Lake đã khiến cho một người không hài lòng, đó là Schizo. Schizo là một kẻ khá nhỏ nhen, nhưng lại ham mê quyền lực và thích tán gái. Tên này từng muốn tán tỉnh Ricky một vài lần, nhưng không thành công. Bản thân Schizo cũng không hề tán thành tiêu chí lãnh đạo của Iron Mike, thậm chí còn rất muốn tím quyền sau lưng ông ta. Khi được biết Deacon muốn tìm kiếm thuốc nổ, Schizo cũng không đồng ý, nhưng rồi bị Iron Mike bắt đi, và còn bắt hắn đi cùng Deacon nữa. Cả hai lần theo bản đồ đi tới một khu mỏ bỏ hoang. Schizo và Deacon đi vào trong đó như một mê cung với đầy đám Freakers đang ngủ vùi. Deacon cứu mạng Schizo vài lần trong quá trình tìm kiếm thuốc nổ, nhưng rồi cuối cùng cả hai cũng an toàn trở ra. Khi Deacon cảm giác quan hệ của hai người sẽ có thể cải thiện được, thì bất ngờ Schizo nói ra ý định muốn lật đổ Iron Mike. Hơn nữa, hắn còn dụ Deacon làm việc này cùng mình để cả hai lên nắm quyền Lost Lake. Tuy vậy, Deacon đã từ chối vì anh ta không phải là người muốn đâm sau lưng bạn bè. Mặc dù ngoài mặt Schizo có vẻ bỏ qua việc này, nhưng hắn lại có kế hoạch khác cho mình. Khi Deacon đem chuyện của Schizo nói với Iron Mike, nhưng ông ta cũng gạt đi và nói mình đã biết việc này từ lâu. Nhưng theo Iron Mike thì ai cũng có mặt xấu của bản thân, chỉ cần họ làm được việc là tốt rồi. Khi quay trở về trại thì Deacon lại không thấy Boozer ở đâu. Hỏi ra thì anh ta đang buồn chán đi uống rượu một mình. Sau khi bị mất cánh tay, Boozer đã chuyển sang làm việc ở nông trại Lost Lake. Nhưng với lối sống quen thuộc từ thời còn tự do, nên anh ta không hề thích thú nó. Về sau, Deacon đã nhờ Ricky làm ra một cánh tay giả cho Boozer, mong rằng có thể giúp anh ta phấn chấn hơn được đôi chút. Vào lúc này, Deacon lại nhận được điện đàm của O'Brien, nói có tin tức rất quan trọng về Sarah. Lần này thì Boozer cũng tò mò đi theo. O'Brien cho biết rằng, vào cái đêm đó, khi hai người tách nhau ra, Sarah đã được chuyển đến một trại mới và được chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng chỗ của cô ta lại bị một đàn Freakers xông tới. Kết quả là không còn một ai sống sót. Mặc dù đã lường trước tin này, nhưng khi biết được sự thật, Deacon vẫn suy sụp hoàn toàn khi hy vọng nhỏ nhoi của mình một lần nữa bị bóp nát. Mang theo tâm trạng chán nản đó, quay về chỗ của Boozer. Kết quả, Deacon đã bị bạn mình đập cho một trận như người. Boozer chửi Deacon vốn đã biết Sarah không còn sống nữa. Giờ là lúc để vứt bỏ quá khứ và sống một cuộc đời khác, chứ không phải cứ níu giữ một thứ không còn tồn tại như vậy nữa. Hai người tiếp tục đập nhau thêm một chập trước khi Deacon đưa Boozer trở về trại. Còn mình thì quay trở lại nhà thờ, nơi anh và Sarah làm đám cưới. Deacon ngồi lại chỗ này một lúc lâu và nhớ lại thời điểm đám cưới, khi khách mời chỉ có một mình Boozer chứ không có ai khác. Cuối cùng, Deacon đã quyết tâm từ bỏ quá khứ. Anh ta đi ra ngoài, đốt nhà thờ để chính thức chặt đứt nỗi dằn vặt suốt bao năm qua của mình. Trở lại trại Lost Lake, thì với những nỗ lực của Ricky và Deacon, mọi người đã được sử dụng điện một lần nữa. Iron Mike cũng ra mặt khen ngợi Deacon về những đóng góp của anh ta đối với trại. Trong lúc mọi người đang hoan hỷ ăn mừng, thì Schizo đã gọi Deacon vào kho nói chuyện riêng. Với lý do là tuy đã có thuốc nổ, nhưng vẫn chưa có dụng cụ để kích hoạt nó. Và Schizo biết kiếm đồ vật này ở đâu. Đó là trong lãnh địa của bọn Reapers. Ban đầu, Deacon rất chần chừ, không muốn đi theo Schizo. Nhưng do hắn cứ lấy lý do là mình đã nghiên cứu đường đi nước bước hết rồi. Hai người chỉ cần tới đó lấy đồ xong chuồn về. Sẽ không có ai biết được hết. Cuối cùng, Deacon cũng bị Schizo thuyết phục. Vì dù sao, lúc ở hầm mỏ, hai người đã phối hợp với nhau khá tốt. Deacon cùng Schizo bí mật lên xe, rời khỏi trại và đi sang phần lãnh địa của Reapers mà không ai trông thấy. Mọi việc diễn ra thuận lợi đúng như những gì mà Schizo nói. Deacon thành công né khỏi sự canh gác của lũ Reapers rồi đi tới chỗ chứa đồ kích nổ thành công. Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị trở ra thì bất ngờ Schizo chỉ súng khống chế Deacon và ra tay đánh ngất anh ta đi. Vốn dĩ Schizo đã lén lút có một thỏa thuận trước với đám Reapers cũng như bán đứng Deacon và cả trại Lost Lake. Khi tỉnh lại thì Deacon nhận ra mình đang bị trói cứng tại một cọc gỗ. Điều bất ngờ hơn là khi thủ lĩnh của Reapers là Carlos xuất hiện, thì Deacon rất nhanh nhận ra đó là người quen cũ của mình, có tên Jesse Williamson. Vốn dĩ Jesse có thù với Deacon cùng với Boozer từ trước khi đại dịch xảy ra, khi hắn thường xuyên bị băng của Deacon bắt nạt, và đỉnh điểm là đã bị họ đè xuống dùng đuốc đốt phần sống lưng đằng sau. Sau lần bị bỏng nặng đó, Jesse trở nên có vấn đề về thần kinh khi luôn nghĩ một cách nào đó để giải phóng bản thân khỏi những cơn đau thể xác. Khi thảm họa virus xảy ra, Jesse đã tự mình lập ra giáo phái Rest in Peace và bắt đầu cổ suý những ai có mất mát trong cuộc sống đi theo mình. Từ bỏ tên thật bản thân,
để tập hợp nhau thành một thể thống nhất, gọi là Reapers. Jesse là kẻ đứng đầu Reapers, cũng như là người duy nhất còn giữ tên của mình, giờ đã đổi thành Carlos. Jesse đã bắt đầu màn tra tấn Deacon với chiếc đèn khò giống như cách mà Boozer từng bị. Hắn ta đốt từng mảnh da trên người anh, nhưng cố tình không để nó chạm tới xương, vì muốn Deacon phải chịu đựng nỗi đau của mình trước khi chết. Sau một hồi khởi động dạo đầu, Jesse liền bỏ đi, không quên nói rằng mình sẽ đi tìm nốt cả Boozer để về tụ họp cùng với Deacon. Trong lúc Deacon đang tuyệt vọng và lo lắng cho tính mạng của Boozer, cũng như số phận của trại Lost Lake, thì có một người bất ngờ đi vào và cắt dây trói cho anh ta. Khi tỉnh táo trở lại, Deacon nhận ra đây chính là cô bé Lisa bị thất lạc lúc trước. Không hiểu vì lý do nào đó mà cô ta lại gia nhập với đám Reapers. Sau đó, Deacon tránh né bọn Reapers để tìm lại đống đồ đạc của mình. Anh cũng khuyên Lisa nên rời khỏi đây, vì sớm muộn gì, bọn chúng cũng biết cô ta đã thả anh ra. Deacon quay trở về đường cũ và chạy học tóc trở về trại Lost Lake, để rồi nhận ra nó đang bị bọn Reapers tấn công bất ngờ. Điều may mắn là Boozer và Ricky vẫn an toàn. Nhưng khi Deacon vừa tính giết sạch đám Reapers, thì bất ngờ chúng tự động rút đi vì Iron Mind đã đạt thành một thỏa thuận gì đó với Carlos. Deacon nhanh chóng chạy tới sảnh chính để kịp thấy cảnh này. Anh ta lập tức tóm lấy Schizo và nói việc hắn đã phản bội mình cũng như Lost Lake ra sao. Vụ này sau đó kết thúc với việc Iron Mind đuổi Carlos cùng đồng bọn ra khỏi trại. Deacon mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Bản thân Schizo thì bị tống khỏi trại vì tội phản bội. Mặc dù Deacon không đồng ý việc này và cho rằng nên giết phức hắn ta đi để tránh phiền phức, nhưng Iron Mike là người theo chủ nghĩa hòa bình nên đành chịu. Tuy Iron Mike bỏ qua và vẫn tiếp tục duy trì hiệp định đình chiến với đám Reapers, nhưng Deacon và Boozer thì không. Nhất là khi hai người này biết được kẻ thù cũ của mình là Jesse chắc chắn sẽ còn quay lại và tính mạng của họ sẽ bị đe dọa. Do đại bản doanh của đám Reapers nằm tại khu nghỉ dưỡng lớn, mà trùng hợp rằng ngay phía trên nó là một con đập lớn. Vì vậy mà Deacon đã nghĩ ra một kế hoạch là tận dụng số thuốc nổ cũng như dây kích hoạt mà mình vừa lấy được. Sau đó, cho nổ tung con đập này để nhấn chìm cả lũ Reapers như chuột. Boozer tất nhiên vô cùng hào hứng với đề nghị này. Do đó, cả hai người đã mang số thuốc nổ rồi chạy thẳng sang con đập nói trên. Tiếp theo đó, Boozer sẽ lãnh trách nhiệm cài thuốc nổ. Còn Deacon thì cảnh giới bằng con súng ngắm lấy được từ chỗ ở của Schizo. Mọi việc thành công tốt đẹp và hàng đống nước từ con đập đã đổ tràn xuống thung lũng bên dưới, nhấn chìm công trình cũng như phá hủy hoàn toàn đại bản doanh của lũ Reapers. Trận lục này coi như xóa sổ toàn bộ số Reapers ở bên dưới. Một số ít còn lại cũng bị Boozer và Deacon hạ gục nốt. Khi cả hai tiến vào bên trong thì bắt gặp Jesse vẫn may mắn còn sống. Deacon không tốn quá nhiều thời gian nói chuyện khi cả hai lập tức lao vào nhau đấu tay đôi. Đến cuối cùng, Jesse bị Deacon dùng dao đâm chết và thực sự được giải thoát đúng như ý nguyện của hắn. Sau khi trút bỏ được gánh nặng về việc lo sợ có thể bị Jesse trả thù, Deacon bất chợt nhớ ra là trước đây, Sarah từng làm việc ở một cơ sở có tên là Cloverdale và chuyến trực thăng đó vốn dĩ là chỉ dùng để sơ tán các nhân viên nghiên cứu cấp cao. Như vậy, không phải ngẫu nhiên mà Sarah có chỗ trên đó. Mặc dù không có hy vọng gì nhiều vào giả thuyết này, nhưng Deacon vẫn nhờ O'Brien kiểm tra lại một lần cuối. Và kết quả thực sự bất ngờ, Sarah vẫn còn sống vì vào cái đêm khu trại của cô ta bị đám Freakers tràn qua, đã có một đội lính đặc nhiệm tới để giải cứu cho Sarah. Biết được tin này khiến cho Deacon như hồi sinh. Anh ta lập tức yêu cầu O'Brien chở mình tới chỗ mà Sarah đang ở, là Crater Lake. Nhưng O'Brien đã từ chối vì lực lượng đang kiểm soát khu vực đó là Deschutes County Militia, vốn có hiềm khích với Nero, và bọn họ có vũ khí để bắn hạ bất kỳ thứ gì dám xâm phạm từ trên cao. Deacon không bỏ cuộc. Anh ta đi tới nhờ Iron Mike chỉ cho mình con đường bộ để dẫn tới Crater Lake. Ông ta lúc đầu rất tức giận vì Deacon vẫn tiếp tục theo đuổi cái bóng ma trong quá khứ. Nhưng rồi Iron Mike chấp nhận làm người dẫn đường, với điều kiện Deacon sẽ không được quay trở lại Lost Lake nữa. Boozer cũng biết tin này, nhưng không lên đường với Deacon. Một phần là vì cánh tay phải đã mất, cũng như anh ta đã bắt đầu quen với cuộc sống trong trại Lost Lake. Iron Mike dẫn đường cho Deacon đi xuống phía nam, băng qua một đoạn đường hầm để tới dãy núi thông với khu vực Crater Lake. Ông ta rời đi với lời chúc cho Deacon sẽ tìm được Sarah. Từ đây, Deacon lên đường một mình. Anh rất nhanh gặp một trại lính của Deschutes County Militia, nhưng họ đang bị một con gấu nhiễm virus đe dọa tính mạng. Sau khi giúp giải quyết con gấu và nói dối về ý định đang muốn kiếm một chỗ ổn định để bắt đầu cuộc sống mới, Deacon được đại úy Corey chấp nhận sau một bài kiểm tra nhỏ. Một điều nữa là trên tay Corey có chiếc nhẫn của Sarah,
nên Deacon càng chắc rằng mình đang đi đúng hướng. Corey dẫn Deacon tới đại bản doanh của Dishu Country Militia, nằm trên một ốc đảo biệt lập. Anh gặp được chỉ huy tối cao của họ là Matthew Garrett, một con người cực kỳ sùng đạo và đang mong muốn tổ chức một cuộc thánh chiến, quét sạch những dơ bẩn ra khỏi mặt đất. Do đã từng phục vụ trong quân đội, nên Deacon rất nhanh nhận được thiện cảm từ Garrett. Anh được bổ nhiệm vào đội tìm kiếm nguyên liệu cho những dự án quan trọng. Deacon cuối cùng cũng gặp được Sarah. Cô lúc này đã là một sĩ quan phụ trách nghiên cứu vũ khí sinh học cho đội quân Deschutes Country Militia. Sarah may mắn được cứu trước khi khu trại bị lũ Freakers tràn qua. Từ đó chịu ơn đại tá Matthew Garrett. Sarah bị lý tưởng của Garrett thuyết phục khi ông ta muốn mở một trận chiến tiêu diệt toàn bộ những thứ không trong sạch trên mặt đất. Ở đây là lũ Freakers. Sarah được bổ nhiệm làm nhân viên nghiên cứu vũ khí hóa học. Cô đã có những tiến triển đầu tiên và cảm thấy mình đang thực sự làm đúng hướng. Vì vậy, khi Deacon đề nghị cả hai hãy cùng trốn khỏi trại, nếu cần thì rời tới một nơi không ai biết để làm lại từ đầu, thì Sarah đã từ chối. Tuy Deacon không rõ lý do thực sự cũng như cái nghiên cứu của Sarah quan trọng tới mức nào, nhưng vì vợ, anh ta vẫn có thể làm tất cả. Do đó, Deacon quyết tâm sẽ gia nhập Deschutes Country Militia và làm một người lính dưới quyền đại tá Matthew Garrett. Rất may là Deacon lại được bổ nhiệm là chân chạy vặt lấy nguyên liệu nghiên cứu cho Sarah, nên cả hai có cơ hội để gặp nhau nhiều hơn, nhưng mối quan hệ giữa họ phải giữ kín không được để lộ ra ngoài. Đại tá Matthew Garrett là một con người sùng đạo tuyệt đối. Ông ta cho rằng đấng tối cao nhìn thấy và quyết định tất cả mọi thứ trên đời. Đại dịch Freakers là thứ mà con người phải gánh chịu vì những tội lỗi của mình. Cách thức của Garrett để bắt đầu cuộc chiến với Freakers cực kỳ cực đoan. Đó là ngoại trừ căn cứ và các điểm canh gác, thì quân đội của Garrett sẽ đốt trụi mọi thứ từ nhà cửa, cây cối và những chỗ có thể trú ẩn để Freakers không còn nơi ngủ vào ban ngày nữa. Bằng cách này, họ gần như dọn sạch khu vực xung quanh. Garrett chào đón bất cứ ai muốn gia nhập Deschutes Country Militia, tùy thuộc vào khả năng mà người đó sẽ được nhận nhiệm vụ tương ứng. Tuy vậy, khi tuyển lính kiểu này cũng có rủi ro, vì nhiều người không phải là quân nhân chính thức nên rất dễ phản bội và bỏ trốn. Tất nhiên, hình phạt của những kẻ này là treo cổ ngay nếu bị bắt lại. Dưới quyền Garrett là đại úy Corey. Đây là người trung thành và có chủ kiến nhất trong trại. Ngoài Sarah đang nghiên cứu vũ khí sinh học ra, thì Deschutes Country Militia vẫn còn một nhà khoa học nữa có tên là Matt Weaver, chuyên nghiên cứu về chất nổ và bom mìn. Ông ta có tham vọng muốn tạo ra một loại bom napalm độc nhất vô nhị, thứ có thể đốt trụi mọi thứ. Do tài nguyên ở trại có hạn, nên Sarah và Weaver luôn cạnh tranh ngầm với nhau xem ai là người làm ra sản phẩm trước. Ngoài việc kiếm nguyên liệu cho Sarah, thì Deacon đôi khi tiện tay làm mấy thứ cho cả Matt Weaver. Mặc dù ngoài mặt, Weaver là một người có vẻ hơi tương tự, nhưng ông ta lại khá tốt tính, cũng như đối xử rất thân thiện với Deacon. Theo thời gian làm việc, tình cảm giữa Sarah và Deacon cũng dần được cải thiện lại, khi họ hiểu những khó khăn của nhau trong thời gian bị chia cách, cũng như Deacon quyết tâm ủng hộ vợ mình trong kế hoạch của cô. Với sự giúp đỡ từ Deacon, thì công trình nghiên cứu của Sarah diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn còn thiếu một thứ là bộ mã DNA gốc của sinh vật. Thứ này ngặt nổi lại gần như đã biến mất khỏi thế giới sau thảm họa. Sarah quyết định sẽ đi tới trung tâm Cloverdale, nơi làm việc cũ của cô, để xem có thể kiếm được thứ gì còn sót lại hay không. Một điều bất ngờ là mặc dù bị cách biệt với bên ngoài, nhưng tổ hợp Cloverdale vẫn có điện từ những tấm năng lượng mặt trời riêng của nó. Hơn nữa, nơi đây còn đủ cả nước lẫn thức ăn, được vận hành độc lập từ trí thông minh nhân tạo bên trong. Khi Deacon và Sarah tới đây, thì nhận ra Cloverdale vẫn đang có người ở, và bọn họ không chào đón người lạ mặt cho lắm. Hóa ra, sau khi thảm họa Freakers xảy ra, những nhân viên an ninh tại Cloverdale đã tự tách biệt mình với thế giới. Bọn họ khóa cổng và giết bất kỳ ai có ý định bỏ trốn ra ngoài. Sau đó, tự mình vận hành hệ thống để lấy thức ăn và nước uống suốt 2 năm qua. Mặc dù Sarah có quen biết với một vài người trong đây, nhưng mọi nỗ lực nói chuyện của cô đều không có tác dụng. Cuối cùng, Deacon phải giết chết hết toàn bộ để có thể mở đường vào phòng nghiên cứu chính. Điều đáng ngạc nhiên là các dữ liệu quan trọng tại Cloverdale đều còn nguyên vẹn. Lúc này, Sarah mới biết trụ sở nghiên cứu này là một trung tâm phát triển vũ khí sinh hóa học trá hình. Chính các nhà khoa học ở đây đã tạo ra virus Freakers. Lý do mà đại dịch này lây lan ra khắp thế giới là đã có một nghiên cứu sinh có tên là David Gorman lén lấy cắp một mẫu thử. Sau đó, người này tới dự một hội thảo khoa học lớn và vô tình lây nhiễm cho tất cả quan khách tại đó. Mọi thứ sau đó bùng lên rất nhanh khi virus Freakers phát tác. Hơn 2,5 tỷ người đã chết chỉ trong 2 tuần và cuộc thảm họa bắt đầu. Điều làm Sarah dằn vặt nhất chính là những nghiên cứu của mình lúc đó đã vô tình phát triển nên virus Freakers. Nó khiến cho cô ta tự trách bản thân rất nhiều. Nhưng Deacon đang an ủi vợ vì vốn bản thân Sarah cũng không hề biết mình bị lợi dụng.
Sau đó, cả hai lấy mẫu thử DNA quay trở về. Còn Deacon gọi điện cho Boozer, báo tin Sarah vẫn còn sống, cũng như nói với mọi người tại Lost Lake tới tiếp quản trang trại ở Cloverdale. Nhờ có mẫu DNA vừa lấy được, Sarah cuối cùng đã hoàn thiện nghiên cứu của mình. Cô nhờ Deacon việc cuối là bắt giùm mình một con Newt về để làm vật thí nghiệm. Tuy Deacon không hiểu lý do tại sao, nhưng vẫn đi làm ngay. Khi Sarah tiêm loại hợp chất mà mình vừa tạo ra vào trong người con Newt bắt được, nó ngay lập tức phá hủy toàn bộ tế bào và giết chết vật chủ chỉ sau vài giây. Nhưng trái với vẻ mặt vui mừng của Deacon, thì Sarah lại vô cùng thất vọng với kết quả này. Hóa ra, Sarah muốn đảo ngược quá trình xâm thực của virus từ bản mẫu. Từ đó, tạo ra một loại thuốc chữa cho những ai đã biến thành Freakers, chứ không phải là tiêu diệt chúng. Đáng tiếc là virus đã phát triển tới mức độ đồng hóa hoàn toàn với vật chủ. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi bộ mã gen của chúng cũng sẽ dẫn tới kết quả là toàn bộ tế bào sẽ bị phá hủy, đồng nghĩa là gần như không còn cách nào để chữa khỏi được. Mặc dù vậy, thì Deacon vẫn ủng hộ Sarah và nói rằng bọn họ có thể quay trở lại Cloverdale để tìm kiếm thêm thông tin, các thiết bị cần thiết để thử lại lần nữa. Nhưng Sarah lại có ý tưởng tốt hơn là cả hai sẽ cùng bỏ trốn cùng nhau. Vì cô biết rằng với việc thí nghiệm của mình đã thất bại, chắc chắn đại tá Garrett sẽ rút lại nguồn lực cho bộ phận này và việc rời khỏi trại về sau sẽ vô cùng khó khăn. Cùng lúc này, thì Mark Weaver cũng đã thành công trong việc chế tạo ra bom napalm của mình. Nó cực kỳ có hiệu quả khi chỉ cần một vài quả thôi cũng đủ nướng chín hàng trăm con Freakers cùng lúc. Nhưng trái với tưởng tượng của Mark Weaver, là người có tiến triển trong khâu nghiên cứu sẽ được đãi ngộ tốt hơn, thì cả ông ta lẫn Sarah đều bị thu lại phần lớn thiết bị và chuyển chỗ tới các hang núi nằm sâu bên trong trại, cũng như bị canh gác 24/7, một kiểu gần như là giam lỏng. Về phần đại tá Matthew Garrett, với những quả bom napalm mới này, ông ta tuyên bố đã đến lúc để bắt đầu chiến tranh toàn diện. Deacon biết rằng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì không thể cứu Sarah ra khỏi trại toàn lính canh như vậy. Anh ta đành phải gọi điện cho O'Brien một lần nữa, với hy vọng anh ta có thể làm gì đó cho mình. O'Brien đồng ý, nhưng với điều kiện Deacon phải giúp Nero đi tìm kiếm đội nghiên cứu của họ. Những người này đang theo dấu một con Freakers bí ẩn, nhưng đã bị mất liên lạc mấy hôm trước. Deacon lần theo tín hiệu còn sót lại và đi vào trong một hang núi lớn. Tại đây, anh đã tìm được xác của những người trong đội nghiên cứu. Họ bị một con Freakers kỳ lạ với thể hình đặc dị, đi cùng tốc độ chạy có thể lên tới 72 km/h giết chết. Nero gọi thứ này là Richard và Deacon rất nhanh đụng mặt với nó. Anh phải vừa bắn vừa chạy lên trên mới có thể giết được Richard. Sau khi trao trả lại mẫu thông tin mà O'Brien cần, hai bên đã đạt được thỏa thuận là nếu lúc nào Deacon muốn đi thì chỉ cần phát tín hiệu, Nero sẽ cho trực thăng tới đón. Deacon sau đó trở về trại và cùng Sarah bí mật đi ra ngoài để đón trực thăng từ Nero. Xui xẻo cho họ là đúng lúc đó, đại tá Matthew Garrett cũng đang dắt những tân binh vừa gia nhập đi thăm quan trại. Trong khi Deacon đang tìm cớ để giải thích, thì bất ngờ một trong những tân binh đó lại có mặt Schizo. Hắn ta lao tới giằng co với Deacon ngay lúc trực thăng Nero bay ngang qua. Vì vậy mà cả Deacon lẫn Sarah đều bị bắt lại vì nghi ngờ phản bội. Tại cuộc tra hỏi, Deacon đã chủ động nhận mọi tội lỗi về mình, rằng anh ta là gián điệp của Nero cài vào để dụ dỗ Sarah, chứ vốn dĩ cô ta không hề biết gì hết. Garrett đồng ý với lý do này nên tạm thời tha cho Sarah, còn Deacon thì bị nhốt lại để chờ xử tội phản bội. Green Schizo thì do hắn đã có công nhận ra gián điệp nên được thăng chức luôn và trở thành người được Garrett tin tưởng. Nhiệm vụ xử lý Deacon được giao cho Corey, nhưng thay vì nhốt tù nhân lại thì Corey lại thả cho anh ta được tự do. Vốn dĩ ông ta đã biết Deacon và Sarah có quan hệ với nhau nhờ vào chiếc nhẫn mà Sarah giao lại khi mới gia nhập vào trại. Nó rất giống những thứ mà Deacon đeo trên người. Corey lúc này đã lên ý định rời bỏ trại vì cái trận chiến mà Garrett theo đuổi thực tế là một kiểu diệt chủng. Khi ông ta sẽ đi lên phía bắc tiêu diệt tất cả các khu dân cư lẫn Freakers mình bắt gặp. Deacon cảm ơn Corey và sau đó họ chia tay. Tuy rất lo lắng cho số phận của Sarah, nhưng việc quan trọng hơn lúc này là phải ngay lập tức quay về cảnh báo cho trại Lost Lake, vì họ nằm gần chỗ này nhất, cũng như rất có thể Schizo sẽ trả thù việc mình từng bị trục xuất. Đúng như những gì mà Deacon lo sợ, trại Lost Lake đã bị tấn công và Iron Mike đã bị trúng đạn rất nặng rồi chết sau đó không lâu. Để tránh tình trạng hỗn loạn trong trại, Deacon cuối cùng đã phải từ bỏ cái tôi tự do của mình để trở thành người đứng đầu tạm thời của Lost Lake. Biết rằng Schizo sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nào tiêu diệt được Lost Lake. Do đó, Deacon đã có một kế hoạch táo bạo là thay vì chờ đợi thì hãy tấn công thẳng vào tổng hành dinh của Deschutes Country Militia. Kế hoạch của Deacon là dùng một chiếc xe tải chứa đầy thuốc nổ tông thẳng vào cổng chính, sau đó tấn công xuống phía dưới nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Tất cả những trại ở xung quanh đó, bao gồm cả Cobb và Tucker, đều cử người tới giúp đỡ Deacon. Người nhận trách nhiệm lái chiếc xe tải là Boozer, và anh ta đã làm một nhiệm vụ cảm tử xông thẳng vào phía cổng chính. Deacon chỉ huy mọi người tấn công mãnh liệt và đè bẹp đối thủ,
trước khi giết chết cả Schizo lẫn đại tá Matthew Garrett và giải cứu Sarah thành công. Boozer cũng may mắn thoát chết khi nhảy ra khỏi chiếc xe tải trước khi nó phát nổ. Tới đây thì cũng là đoạn kết của cốt truyện Days Gone. Khi Deacon, Sarah và Boozer cuối cùng cũng đoàn tụ với nhau, tất cả mọi người đều hài lòng với kết quả này. Deacon trở thành người lãnh đạo mới của Lost Lake, trong khi Boozer hài lòng với cuộc sống nông dân toàn thời gian. Còn Sarah thì dùng kiến thức của mình giúp đỡ những người bị thương. Những tưởng mọi việc tới đây là kết thúc, thì một vài ngày sau đó, Deacon bất ngờ nhận được điện đàm khi O'Brien gọi anh ta ra gặp mặt lần cuối. Mặc dù nghĩ là không còn liên quan gì tới nhau, nhưng Deacon vẫn đi tới địa điểm hẹn. Tại đây, O'Brien để lộ một sự thật khác kinh hoàng hơn. Đó là virus Freakers đã phát triển tới mức độ có thể đồng hóa, nhưng vẫn giữ được trí thông minh cho vật chủ. Chính O'Brien là người bị nhiễm đầu tiên, khi anh ta có sức mạnh to lớn, khuôn mặt bị biến đổi nặng nề, nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, chứ không điên cuồng như lũ Freakers còn lại. Trước khi lên máy bay rời đi, O'Brien cảnh báo rằng Nero đã có một kế hoạch thanh lọc toàn diện tất cả mọi thứ bên ngoài nhằm triệt tiêu hoàn toàn các vật chủ của virus. Lần này, họ sẽ làm thẳng tay cho tới khi không còn thứ gì tồn tại nữa. Deacon thực sự hoang mang với thông tin này, khi không biết sẽ phải đối phó như thế nào trước đối thủ quá mạnh là Nero.